tên lửa dồn lên biên giới, chiến tranh Trung Ấn cận kề. Hôm 14 tháng 8, trang tin FYJS.CN của Trung Quốc và nhiều tài khoản Twitter về quân sự đã đăng tải hình ảnh cho thấy hàng dài đoàn tàu chở tổ hợp tên lửa HQ-17 đang tiến về phía Tây Tạng. Theo các hình ảnh được đăng tải, hàng dài tên lửa phòng không tầm thấp HQ-17 được vận chuyển bằng đường sắt tiến về phía cao nguyên Tây Tạng, nơi đang xảy ra tranh chấp biên giới với Ấn Độ suốt gần 2 tháng qua. Việc điều động HQ-17 lên phối hợp tác chiến cùng HQ-16 sẽ tạo ra chiếc ô phòng không đa tầm rất lợi hại. Hệ thống HQ-17 nhờ đặt trên khung gầm xe bánh xích mà có độ cơ động rất cao, đủ khả năng theo kịp đội hình xe tăng thiết giáp để cung cấp hỏa lực chống lại trực thăng vũ trang hai cường kích tầm thấp của Ấn Độ. Trước đó, Trung Quốc cũng đã gửi lên khu vực biên giới hệ thống tên lửa phòng không tầm trung HQ-16. Hàng loạt các động thái điều quân của quân đội Trung Quốc diễn ra giữa lúc tình hình căng thẳng ở biên giới Trung Ấn làm kéo dài thêm những lo ngại xảy ra xung đột ở đây. Báo South China Morning Post dẫn nguồn tin từ một quan chức quân đội PLA nói, PLA sẽ không vội vàng triển khai cuộc chiến trên bộ với binh sĩ Ấn Độ. Thay vào đó, quân đội Trung Quốc sẽ triển khai máy bay và các tên lửa chiến lược tới làm tê liệt các lực lượng quân đội Ấn Độ đóng tại khu vực biên giới với Trung Quốc trên dãy Himalaya. Nguồn tin này cũng cho rằng binh sĩ Ấn Độ có thể sẽ cầm cự không được quá một tuần. Về kinh tế, Ấn Độ-Trung Quốc dường như cũng đang có các biểu hiện cho thấy một cuộc chiến tranh thương mại hoàn toàn có thể xảy ra. New Delhi mới đây đã áp thuế chống bán phá giá với 93 sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ngay sau đó, tờ Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 14 tháng 8 đã đăng tải bài xã luận chỉ trích dữ dội hành động của Ấn Độ. India Today dẫn bài viết của Thời báo Hoàn Cầu cho thấy, tờ báo cảnh báo New Delhi nên sẵn sàng cho những hậu quả về hành động thiếu suy nghĩ, đồng thời hối thúc các công ty Trung Quốc cân nhắc rủi ro khi đầu tư vào Ấn Độ. Hoàn Cầu dẫn số liệu từ Đại sứ quán Ấn Độ ở Trung Quốc cho biết, hàng hóa Ấn Độ xuất khẩu sang Trung Quốc đã giảm còn 11,75 tỷ đô la trong khi New Delhi nhập khẩu tới 59 tỷ đô la hàng hóa của Bắc Kinh. Như vậy, thâm hụt thương mại của Ấn Độ đạt mức 47 tỷ đô la sẽ thiệt hơn nếu áp đòn cấm vận. Chiến tranh thương mại Trung Ấn dường như đã bắt đầu sau động thái áp thuế chống bán phá giá với 93 mặt hàng từ Trung Quốc. Tờ Hoàn Cầu viết, nếu Ấn Độ muốn như vậy, kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng New Delhi cũng phải gánh chịu hậu quả. Hoàn Cầu cảnh báo Trung Quốc có thể ngừng các dự án đầu tư và hợp tác với kinh tế với Ấn Độ như một động thái đáp trả. Các chuyên gia quốc phòng Ấn Độ cảnh báo chỉ cần một tiếng súng đầu tiên phát đi, cuộc xung đột sẽ leo thang thành chiến tranh toàn diện. Việc này có thể dẫn tới chuyện New Delhi sẽ cấm vận tuyến đường biển huyết mạch của họ trên Ấn Độ Dương. Tiến sĩ Rajesh Ranjan Chaturvedi, học giả nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Nam Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore nhận định, bất cứ hành động phiêu lưu quân sự nào của Trung Quốc cũng sẽ nhận về sự đáp trả tương xứng từ phía quân đội Ấn Độ. Ông nói tiếp, điều đó chắc chắn sẽ gây tổn thất cho cả hai, nhưng nếu Bắc Kinh leo thang xung đột, vấn đề sẽ không có giới hạn, rất có thể mâu thuẫn sẽ còn mở rộng sang cả lĩnh vực hàng hải. Nhà phân tích quốc phòng Rajeshwari Jagragopalan thuộc quyển nghiên cứu Observer có trụ sở tại New Delhi thì cho rằng, trong trường hợp xảy ra chiến tranh toàn diện, chắc chắn Hải quân Ấn Độ sẽ ngăn cản Hải quân Trung Quốc không được vào vịnh Bengal hay Ấn Độ Dương. Điều này chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng tới hàng loạt lĩnh vực nhập khẩu của Bắc Kinh. Trung Quốc lệ thuộc rất lớn vào lượng nhiên liệu nhập khẩu. Số liệu do truyền thông nhà nước Trung Quốc cung cấp, hơn 80% lượng dầu nhập khẩu vào Trung Quốc đều đi qua Ấn Độ Dương hoặc Eo Malacca. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhận được báo cáo từ quân đội Triều Tiên về kế hoạch đối với đảo Guam, nhưng ông Kim Jong-un sẽ theo dõi chặt chẽ các hành động của Hoa Kỳ trong một thời gian nữa trước khi đưa ra quyết định. Tuyên bố này của ông Kim Jong-un được đưa ra sau khi đi thị sát quân đội nhân dân Triều Tiên vào hôm qua và có cuộc thảo luận với các lãnh đạo quân đội. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của nhà lãnh đạo này trước công chúng trong 2 tuần qua. Trong khi đó, ngày 14 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis cảnh báo sẽ có chiến tranh nếu Triều Tiên tấn công lãnh thổ của Hoa Kỳ và Washington sẽ hạ mọi tên lửa đe dọa Guam. Theo ông Mattis, Lầu Năm Góc có thể xác định được điểm đến của tên lửa Triều Tiên chỉ trong chốc lát và Hoa Kỳ sẽ bắn hạ mọi thứ đe dọa nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Mattis đưa ra bình luận trên không lâu sau khi ông và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson khẳng định Washington không có ý định thay đổi chế độ ở Triều Tiên hay thúc đẩy tái thống nhất hai miền trên bán đảo. Ông Tillerson cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề bằng biện pháp ngoại giao. Khôi phục và nâng cấp F-5E để phối hợp tác chiến cùng Su-27-30, tại sao không? Quý vị thính giả thân mến, hiện nay một số quốc gia trên thế giới
Mặc dù đã có trong trang bị nhiều tiêm kích thế hệ thứ tư hiện đại, nhưng họ vẫn duy trì lượng khá lớn chiến đấu cơ F-5E. Không nói đâu xa, ngay trong khu vực Đông Nam Á, Không quân Cộng hòa Singapore là một trong những lực lượng được đánh giá có chất lượng hàng đầu thế giới. Họ sở hữu nhiều tiêm kích thế hệ 42+, rất hiện đại như F-16 Block 52+ hay F-15SG, tương lai còn cả F-35A, nhưng không vì vậy mà những chiếc F-5EF cũ hơn bị bỏ xó. Lý do Singapore vẫn giữ lại F-5EF Tiger 2 là vì chúng đều được nâng cấp lên chuẩn F-5ST mạnh hơn nhiều. Đây là gói hiện đại hóa do Elbit System của Israel thực hiện. Cụ thể, máy bay được lắp radar G4F của Italia có tầm trinh sát 92 km, theo dõi mục tiêu từ cự ly 72 km, tấn công được cả đối tượng trên mặt đất. Tính năng của G4F vượt trội hoàn toàn radar nguyên bản AN/MPQ-153 của F-5EF, khiến cho F-5ST có thể không chiến ngoài tầm nhìn. Bên cạnh đó, F-5ST còn có cả hệ thống điều khiển HOTAS, các màn hình hiển thị LCD màu, kênh liên lạc chuẩn MIL-STD 1553R, hệ thống đạo hàng LN-93, thiết bị cảnh báo sớm SPS 2000. Cùng với khả năng vận hành rất linh hoạt, F-5ST được đánh giá vẫn phát huy tốt vai trò trong chiến tranh hiện đại. Sau Singapore, công lực hoàng gia Thái Lan cũng thuê Elbit System để nâng cấp phi đội F-5EF của mình. Máy bay của Thái Lan thậm chí còn mạnh hơn cả F-5ST nhờ được trang bị những hệ thống tiên tiến hơn. Đáng chú ý nhất chính là radar điều khiển hỏa lực ELM-2032 có tầm trinh sát 150 km. Hỗ trợ thiết lập bản đồ độ phân giải cao trong chế độ không đối đất. Phi công lái F-5EF mới còn được trang bị mũ bay tích hợp hệ thống hiển thị và ngắm bắn mục tiêu DASH-4 cho phép tấn công nhanh đối phương bằng tên lửa không đối không Python 5 và Dubai. Radar ELM-2032, mũ bay DASH-4 cùng với tên lửa Dubai và Python 5 sẽ giúp cho F-5EF nâng cấp của Thái Lan có khả năng không chiến ngoài tầm nhìn, cũng như tấn công mục tiêu mặt đất, mặt nước một cách hiệu quả. Sức mạnh của nó thậm chí được nhận xét là sánh ngang với F-16 Block 40, trong khi chi phí ước chừng chỉ khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Nhìn thấy thành công của Singapore cũng như Thái Lan trong việc nâng cấp và duy trì phi đội F-5EF, một quốc gia khác trong khu vực ASEAN là Indonesia liệu có quyết định học tập khi trong tay họ vẫn có số lượng khá lớn Tiger 2. Mặc dù đã mua sắm thêm Su-27SKM, Su-30MK2 và nhận 24 chiếc 16 hàng bãi của Mỹ, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ đối với tham vọng của đất nước vạn đảo. Ngoài ra cũng cần xét đến việc giá thành hiện đại hóa F-5 rất rẻ so với 31 triệu đô la Mỹ để nâng cấp F-16 cũ lên chuẩn Block 52 hay trên 50 triệu đô la Mỹ của một tiêm kích Su-30 đời mới, trong khi tổng thời gian sử dụng được tới 40 đến 50 năm. Vì vậy, phương án đại tu sửa chữa lớn để khôi phục khả năng bay cho một vài chiếc cũ, đồng thời nâng cấp lên chuẩn cao hơn để phối hợp cùng F-16 và Su-27-30 theo mô hình cao thấp, tương tự như cách Trung Quốc dùng J-7G là rất đáng để cân nhắc. Nếu Indonesia triển khai và thu được kết quả tích cực, đây còn là bài học đáng để tham khảo cho những nước vẫn cũng đang vận hành Su-27-30 và từng có trong biên chế nhiều tiêm kích F-5EF Tiger 2. Vì sao chuyên gia Trung Quốc thấy khó so sánh Type 055 với siêu hạm Jumwatt của Mỹ? Quý vị thính giả thân mến, truyền thông Mỹ gần đây có đăng tải một bài báo nói rằng tàu khu trục Type 055 mà Trung Quốc đang phát triển có tính năng sánh ngang với tàu khu trục tàng hình lớp Jumwatt của Mỹ. Theo tờ China Military, nhận định này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý từ nhiều phía. Các thông tin được công khai cho thấy Type 055 là tàu khu trục thế hệ mới loại 10.000 tấn. Nó có lượng giãn nước lớn, tốc độ cao, khả năng hành trình lớn, có thể hoạt động thời gian dài trên biển và có tầm hoạt động toàn cầu. Theo ông Li Jie, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Học thuật Quân sự Hải quân Trung Quốc, thông tin từ nhiều phía khác nhau cho thấy tàu khu trục Type 055 có tính năng tổng thể nổi trội và là mẫu tàu tiên tiến nhất trong lực lượng tàu chiến mặt nước của Trung Quốc hiện nay. Tuy nhiên, ông Li cho rằng khó có thể so sánh nó với tàu Jumwatt bởi chúng có chức năng chiến đấu khác nhau. Con tàu của Mỹ chịu trách nhiệm tiến hành các cuộc tấn công lớn bằng hỏa lực nhằm vào các mục tiêu và cơ sở hạ tầng của đối phương. Trong khi đó, Type 055 vừa đảm nhiệm nhiều chức năng chiến đấu khác nhau, vừa phụ trách hộ tống nhóm tác chiến tàu sân bay. Một số phương tiện truyền thông bình luận rằng chương trình phát triển Type 055
là một dấu mốc quan trọng đối với Hải quân Trung Quốc, thậm chí còn quan trọng hơn cả chương trình tàu sân bay Thai-001A. Theo ông Lee, có một số điểm cần nắm rõ về Thai-055. Thứ nhất, nó có lượng dạng nước đầy tải 13.000 tấn và sẽ trở thành tàu khu trục lớn nhất của Trung Quốc khi được đưa vào biên chế. Thứ hai, con tàu có tính năng tàng hình nổi bật nhờ có thiết kế tàng hình, độ phản xạ radar thấp, mức độ bức xạ hồng ngoại, điện từ và tiếng ồn thấp. Thứ ba, Thai-055 trang bị nhiều loại vũ khí. Nó có thể mang hơn 100 tên lửa các loại, phóng từ ống phóng thẳng đứng, trong đó có tên lửa chống tàu, phòng không, tên lửa chống ngầm và thậm chí cả tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa. Thai-055 có thể tấn công các mục tiêu cách xa 1.000 đến 2.000 km, được tăng cường đáng kể khả năng tấn công mục tiêu trên bộ. Trong khi đó, pháo hạ 130mm trên tàu rất mạnh khi tấn công ở khoảng cách ngắn và tàu còn được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa. Thứ tư, Thai-055 sử dụng đồng thời radar S-band và X-band giúp nó phát hiện nhạy bén các mục tiêu tầm ngắn và tầm trung. Cuối cùng, Thai-055 có khả năng thu thập, xử lý và tích hợp nhiều thông tin khác nhau thu được từ trên không trung, trong không gian, trên mặt nước và dưới nước. Hải quân Trung Quốc xác định rằng mũi phát triển chính của lực lượng tàu mặt nước sẽ là các nhóm tác chiến tàu sân bay. Vì thế, các con tàu mới đều được thiết kế dựa trên nhu cầu của nhóm này. Thai-055 cũng như thế. Ông Lee nói, Thai-055 có thể mang theo các tên lửa phòng không từ tầm ngắn đến tầm xa, giúp nó tăng cường đáng kể năng lực phòng không toàn diện. Ngoài ra, tàu còn có khả năng chống ngầm mạnh mẽ, nên sẽ bảo vệ nhóm tác chiến tàu sân bay hiệu quả hơn so với các tàu khu trục Thai-052D trong biên chế hiện nay. Ông Lee cho biết thêm, ngoài hộ tống nhóm tác chiến tàu sân bay, Thai-055 còn có thể chỉ huy một đội tác chiến độc lập và thực hiện các nhiệm vụ phòng không, chống ngầm, chống tàu mặt nước. Mặc dù Thai-055 là tàu khu trục, nhưng không ít lần truyền thông phương Tây gọi nó là tàu tuần dương. Lý giải vấn đề này, ông Lee cho biết, Thai-055 có lượng dạng nước lớn hơn so với nhiều tàu tuần dương đang hoạt động hiện nay. Chẳng hạn, tàu tuần dương lớp Ticonderoga của Mỹ có lượng dạng nước đầy tải chưa đến 10.000 tấn. Bên cạnh đó, theo ông Lee, tàu khu trục và tàu tuần dương không có nhiều điểm khác biệt. Hiện nay, phần lớn các quốc gia đều không tiếp tục phát triển tàu tuần dương nữa. Các tàu khu trục có lượng dạng nước lớn hơn, tính năng mạnh mẽ hơn, đặc biệt nổi bật ở một số khía cạnh. Trong khi đó, tàu tuần dương có chức năng hạn chế hơn và không linh hoạt như tàu khu trục khi tiến hành các nhiệm vụ chiến đấu. Quý vị thính giả thân mến, Bangladesh là một quốc gia nghèo nằm tại khu vực Nam Á. Tuy nhiên, thời gian gần đây họ đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong mọi mặt đời sống xã hội. Một trong những thành tích và cũng là niềm tự hào của Bangladesh chính là nền công nghiệp quốc phòng của họ đã vượt qua ranh giới nước chậm phát triển. Bằng chứng rõ ràng nhất là việc đóng thành công tàu tên lửa tàng hình tiên tiến lớp Duroy trong thời gian khá ngắn. Duroy là lớp tàu tuần tra cỡ lớn LPC phục vụ trong Hải quân Bangladesh, tổng cộng 8 chiếc được lên kế hoạch đóng mới, trong đó 2 tàu đã hoạt động từ năm 2013. Về cơ bản, Duroy được xem như phiên bản thu nhỏ của tàu hộ vệ tên lửa Type-056 lớp Xiang Zhao của Hải quân Trung Quốc. Theo hợp đồng ký năm 2009, nhà máy đóng tàu Vũ Xương Trung Quốc sẽ chịu trách nhiệm xây dựng 2 chiếc đầu tiên. Ngày 26 tháng 8 năm 2012, tàu BNS Duroy P811 đã được hạ thủy, trong khi chiếc thứ hai, tàu BNS Nikmol P813 hạ thủy một tháng sau đó. Vào ngày 27 tháng 9 năm 2012, cả hai tàu chính thức vào biên chế Hải quân Bangladesh ngày 29 tháng 8 năm 2013. Tiếp theo, phía Bangladesh đã tự đóng mới chiếc thứ ba tại sân đóng tàu Khulna theo điều khoản của hợp đồng ký ngày 30 tháng 6 năm 2014. Chiếc P814 Dugam làm lễ đặt kỳ sóng chính của tàu ngày 6 tháng 9 năm 2015 và được hạ thủy ngày 29 tháng 12 năm 2016. Chiếc tiếp theo mang số hiệu P815 với tên gọi Nishan đang trong quá trình thi công. Thông số kỹ thuật cơ bản của tàu tên lửa tàng hình lớp Duroy, lượng dạng nước 648 tấn, chiều dài 64,2 m, chiều rộng 9 m, mớn nước 4 m, thủy thủ đoàn 60 người. Tàu được trang bị hai động cơ diesel chưa rõ công suất tổng, cho tốc độ tối đa 28 hải lý một giờ, tương đương với 52 km một giờ, tầm hoạt động 2.500 hải lý, 4.600 km, thời gian tuần tra liên tục trên biển đạt 15 ngày. Hệ thống điện tử của Duroy gồm radar trinh sát về mặt SR-60, phiên bản của Type-360, làm việc trên băng tần IF, radar trinh sát bề mặt và kiểm soát hỏa lực tên lửa chống hạm Type-352 hoạt động trên băng tần 1, radar Type-347G Ricebound điều khiển bắn cho khẩu pháo 20mm, radar MR-123-02 trên 76 của pháo 76,2mm.
và sonar gắn liền thân loại ESS-3 tầm trinh sát 35 km. Vũ khí của tàu khá mạnh bao gồm pháo hạm HPJ-26 cỡ 76,2 mm, hai pháo cao tốc Oerlikon 20 mm, 4 tên lửa hành trình chống hạm tầm ngắn C-704 tầm bắn 35 km, mang theo đầu đạn trọng lượng 130 kg cùng với 12 ống phóng rocket chống ngầm EDS-25A cỡ 250 mm. Trong khu vực Nam Á, nếu đặt chiếc Detroit bên cạnh những chiếc chiến hạm nội địa cỡ lớn do Ấn Độ hay Pakistan tự đóng, thì rõ ràng khoảng cách là rất lớn. Tuy nhiên, chiếc tàu tuần tra mang tên lửa chống hạm này vẫn là thành tựu đáng ghi nhận của Bangladesh, đặc biệt khi so sánh với một vài lớp tên lửa tàu tấn công nhanh khác được đóng tại Đông Nam Á. Kết cấu hiện đại, thiết kế đẹp mắt, tính đa năng cao, thời gian hoàn thành nhanh chóng, Bangladesh đang khiến nhiều người phải thay đổi cách nhìn đối với quốc gia Nam Á này. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.